là mấy cái con là nó nó chuyên ra ăn mấy cái cây xoài chọc lóc hết lá. Cao su đâu ăn được quá nhỉ? Xe thì nó chỉ hết cái lớp lá hơn lá khác ra nó cũng ăn tiếp rồi. Mấy cái con bọ gì nó bay tối chiều nó cứ ăn lá cây, nó ăn không còn một cái lá luôn này, các thấy không? Tầm này chưa có, nó khoảng 5-6 chiều đó ăn riết còn trái không à. Các bạn thấy là xoài trái rất đã nhưng mà nó ăn sạch lá luôn. Nó phải bọc lại không để mấy con ong nó chích hư hết. Mấy xoài là phải mình kỹ mình che đậy lại bọc lại hết đó, trái đẹp quá à. Ở đây ao cá nhà gió rất là mát. Nay do tổ để cũng xuống khai chơi đó, xuống nhà bố mẹ. Lá rồng quá trời. Ao đây nước chảy quanh năm, lúc nào cũng chảy, xả bớt đi không đầy đó, thấy nó chảy dưới đó. Thì lúc nào nó cũng phải cho nó chảy bớt nước đi, không để hồi nó ngập cái ao. Hồi trưa mấy đứa nó câu mấy con nó bỏ đâu á. Hồi trưa mấy đứa nó câu mấy con nó bỏ đâu á. Nó lại thả à. Thả nó chết không biết.